Bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Microsoft Teams trên điện thoại. Đối với hệ điều hành Android, các bạn đi vào CH Play, nhập vào tìm kiếm Teams và tìm kiếm. Ở kết quả tìm kiếm đầu tiên, các bạn thấy là Microsoft Teams, các bạn bấm vào nút cài đặt. Khi đặt xong thì các bạn thấy trên màn hình điện thoại có một cái biểu tượng Steam đã cài đặt thành công. Các bạn tiến hành mở Steam và đăng nhập theo địa chỉ email và mật khẩu đã được cung cấp. Các bạn bấm vào đăng nhập bằng tài khoản. Và ở ô nhập email điện thoại này, các bạn nhập cái địa chỉ email được cung cấp. Sau khi các bạn điền xong địa chỉ email, các bạn bấm vào nút đăng nhập. Các bạn chờ trong giây lát, nhập mật khẩu vào. Chú ý phân biệt chữ qua và chữ thường. Các bạn nhấn vào nút đăng nhập. Ở lần đăng nhập đầu tiên thì công việc đầu các bạn phải làm đó là các bạn phải tiến hành thay đổi mật khẩu, mặc định, và nhớ rằng mật khẩu ít nhất gồm 8 ký tự, trong đó phải có ký tự in hoa và ký tự số. Ở cái ô dòng đầu tiên, các bạn nhập mật khẩu đã được cung cấp. Sau đó các bạn ô thứ hai này, các bạn điền mật khẩu mới các bạn muốn đổi và tiến hành bấm nút đăng nhập. Các bạn bấm tiếp theo và bấm OK và bấm OK lần nữa. Sau đó các bạn chuyển đến cái mục team. Ở trong danh sách này là các bạn nằm ở cái lớp, trong cái lớp. Và khi bấm vào thì các bạn thấy có 13 kênh ảnh tương ứng với 13 bộ môn. Khi các bạn tới tiết môn học nào thì các bạn bấm vào cái kênh đó. Ví dụ khi các bạn tới giờ sinh hoạt lớp, các bạn bấm vào sinh hoạt lớp.